Thưa quý vị, dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung nhiều quy định mới có lợi cho người nộp thuế. Việc sửa đổi luật lần này được thực hiện khá công phu, toàn diện, phù hợp với định hướng của chính phủ là hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Một trong những điểm mới rất đáng chú ý của dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi lần này, đó là quyền của người nộp thuế được mở rộng hơn rất nhiều so với luật hiện hành. Theo đó, ngoài 10 quyền của người nộp thuế đã được quy định trong luật hiện hành, dự thảo đã bổ sung thêm 2 quyền nữa. Cụ thể, dự thảo quy định người nộp thuế được hưởng các ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế, được biết thời hạn giải quyết hoàn thuế, số thuế không được hoàn và căn cứ pháp lý đối với số thuế không được hoàn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định người nộp thuế không bị xử lý vi phạm về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, dự thảo luật đã sửa đổi quy định về thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ 90 ngày thành 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, kéo dài thêm 1 tháng so với thời hạn theo luật hiện hành. Một trong những điểm mới khác rất đáng chú ý của dự thảo luật, đó là khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được miễn, giảm thuế, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số thuế còn thiếu, tiền chậm nộp. Đối với trường hợp này, người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi khai sai, nhưng phải nộp bổ sung 10% trên số tiền thuế khai thiếu.